Hoàng Dung cuối đời mới hiểu lý do cha muốn gả cho Âu Dương Khắc thay vì Quách Tĩnh, nhìn thấu con người. Vì sao Hoàng Dược Sư lại không muốn Hoàng Dung lấy Quách Tĩnh? Trong Anh Hùng Xạ Điêu, Hoàng Dược Sư bày tỏ suy nghĩ về hôn sự của Hoàng Dung là muốn nàng chọn Âu Dương Khắc thay vì Quách Tĩnh, khiến nhiều độc giả hâm mộ truyện Kim Dung bất bình. Phải chăng đằng sau quyết định gây tranh cãi đó là một tính toán đầy bất ngờ? Sự nghi ngờ về quyết định của Hoàng Dược Sư. Hành động này của Hoàng Dược Sư luôn là tâm điểm tranh cãi của độc giả, nhiều người cho rằng ông quá thực dụng, thậm chí chính con gái ông, Hoàng Dung cũng không hiểu nổi. Đó chính là việc Hoàng Dược Sư nhất quyết ngăn cản chuyện hôn sự của Hoàng Dung với Quách Tĩnh. Hoàng Dung và Quách Tĩnh yêu nhau say đắm, Quách Tĩnh lại thật thà chất phác, tưởng chừng như là một người chồng lý tưởng. Thế nhưng Hoàng Dược Sư lại chẳng ưa gì chàng rể này. Thậm chí, ông còn muốn gả Hoàng Dung cho Âu Dương Khắc nếu không nhờ Hoàng Dung kiên quyết phản đối. E là nàng và Quách Tĩnh đã chẳng thể nên duyên vợ chồng. Âu Dương Khắc tuy gọi Âu Dương Phong, Tây Độc là chú, nhưng sự ra chính là con ruột của ông ta. Đây là kết quả cuộc tình vụng trộm giữa Tây Độc và chị dâu mình sinh ra. Âu Dương Khắc được Âu Dương Phong rất yêu quý nương chiều, truyền dạy cho nhiều bí kíp võ công chân truyền và là thiếu chủ nhân của núi Bạch Đà. Âu Dương Khắc là một kẻ thông minh, sắc sảo, trí tuệ cao thâm khó lường nhưng phẩm hạnh thấp. Tuy nhiên, anh ta lại có một tình yêu đơn phương và đau đớn với Hoàng Dung. Nỗi lòng của người cha và sự thật phía sau. Nhiều độc giả cho rằng Hoàng Dược Sư thực dụng vì Âu Dương Phong mà ép con gái lấy Âu Dương Khắc. Nhưng suy nghĩ ấy là chưa chính xác, chẳng lẽ với một người cha lại vì chút tình riêng mà hy sinh hạnh phúc cả đời con gái? Huống hồ, Hoàng Dược Sư đâu phải hạng tầm thường, sư huynh kết nghĩa của Quách Tĩnh là Chu Bá Thông, sư phụ là Hồng Thất Công, chẳng lẽ hai người họ lại không bằng một mình Âu Dương Phong? Sự thật là, Hoàng Dược Sư phản đối hôn sự này là vì ông thương con, ông nhìn thấu bản chất của Quách Tĩnh. Từ đó, Hoàng Dược Sư lo ngại con gái sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi nếu lấy Quách Tĩnh, và những gì xảy ra trong Thần Điêu Hiệp Lữ đã chứng minh cho điều đó. Hoàng Dung và những nỗi vất vả không tên. Bước vào giai đoạn của Thần Điêu Hiệp Lữ, Quách Tĩnh dành trọn tâm huyết để chấn giữ Tương Dương, bỏ mặc mọi chuyện gia đình cho Hoàng Dung. Hoàng Dung mang thai vẫn phải bôn ba khắp trốn, con gái bị bắt cóc, nàng vừa sinh xong đã phải đối đầu với Lý Mặc Sầu để giành lại con. Rồi lại vì chuộc tội cho con gái, nàng phải đến Tuyệt Tình Cốc tìm thuốc giải cho Dương Quá, đối đầu với Công Tôn Ngạn, Cửu Thiên Xích. Hoàng Dung trong Thần Điêu Hiệp Lữ phải chịu quá nhiều khổ cực, trong khi Quách Tĩnh vẫn chỉ biết đến chuyện của riêng mình. Nếu Hoàng Dung không phải là người phụ nữ mạnh mẽ, liệu nàng có thể gánh vác hết mọi chuyện? Số phận bi thương đã được dự đoán từ trước. Chưa dừng lại ở đó, Quách Tĩnh còn là một người cực kỳ trung thành với triều đình. Trong khi ai cũng hiểu, nhà Tống khi đó đã hết cứu, đến Dương Quá cũng cảm thấy thất vọng, chỉ có Quách Tĩnh vẫn một lòng trung thành. Đến mức mê muội, bản thân Hoàng Dung há chẳng phải muốn cùng Quách Tĩnh về lại đào hoa đảo sao. Nhưng Quách Tĩnh đã dâng hiến cả đời mình cho nhà Tống, ông ta muốn sống chết cùng Giang Sơn. Hoàng Dung có thể làm gì hơn, ngoài việc ở bên cạnh Quách Tĩnh. Và cuối cùng, cả hai đều bỏ mạng ở Tương Dương. Đó chính là lý do vì sao năm xưa Hoàng Dược Sư phản đối chuyện hôn sự này, ông đã sớm nhìn ra Quách Tĩnh là kẻ chỉ biết lo cho thiên hạ mà quên mất gia đình. Người như vậy, lấy về chỉ khổ mà thôi. Âu Dương Khắc, lựa chọn bất ngờ cho Hoàng Dung. Còn Âu Dương Khắc tuy là người đào hoa, nhưng không thể phủ nhận tình cảm chân thành của hắn dành cho Hoàng Dung. Bằng chứng là khi Hoàng Dung bày kế làm Âu Dương Khắc gãy chân, hắn ta không những không oán hận, mà còn lo lắng cho sự an toàn của nàng. Ngay cả khi đối mặt với cái chết, Âu Dương Khắc vẫn một lòng muốn bảo vệ người mình yêu. Hoàng Dược Sư hẳn đã nhận ra tấm chân tình của Âu Dương Khắc, nên mới muốn gả con gái cho hắn hơn nữa. Với sự thông minh của Hoàng Dung, chẳng phải nàng muốn điều khiển Âu Dương Khắc thế nào cũng được sao? Có Âu Dương Phong và Hoàng Dược Sư chống lưng, Âu Dương Khắc chắc chắn sẽ trở thành cao thủ võ lâm. Lúc đó, cho dù đối mặt với Ngũ Tuyệt, hai người cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Có thể nói, với cương vị của một người cha, Hoàng Dược Sư cho rằng Hoàng Dung lấy Âu Dương Khắc mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tiếc thay, chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, Hoàng Dung chỉ yêu mỗi Quách Tĩnh, nên dù có chết nàng cũng không hề hối hận. Hoàng Dược Sư chính là như vậy, tuy bề ngoài có vẻ quái gở, lập dị, nhưng kỳ thực lại là người cha hết mực yêu thương con gái. Ông không muốn Hoàng Dung phải chịu bất kỳ tổn thương hay thiệt thòi nào. Chỉ tiếc rằng, Hoàng Dung khi đó còn quá trẻ, nàng chưa thể hiểu hết được tấm lòng của cha mình. Phải đến khi nhắm mắt xuôi tay, nàng mới giật mình nhận ra, thì ra năm xưa cha đã đúng. Tổng hợp,